Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Harry Shark World nha anh em ơi. Hôm nay mình sẽ review con cá mập nào đây. Tiger Shark, mình mở con Tiger Shark Snappy này. Ancient Megalodon, ok, chơi con nào đây. Có Shark Quest anh em để mở được, mở được cái con cá khá là đều. Chú chơi gì giờ? Ok, Atomic. Đây mình sẽ chơi con cá mập robot này nha anh em. Robo, đây đây là mang tên là Robo Sharks. Ui, đi rơi điện thoại. Chết. Này điện thoại là toang đấy nhá. Đây là Robo Shark này anh em. Nhìn có vẻ khá đẹp và sử dụng luôn. Nó có một cái skin đấy anh em ạ. Được thôi, skin đấy để tính sau nha. Nâng cấp hết khả năng nó lên á. Xong rồi trang bị cho nó. Nó xem ở phía sau nó có cái động cơ anh em ạ. Con này như kiểu là một cái tàu ngầm ấy. Nhìn chung cũng khá đẹp. Cho sẽ nâng cấp cái hàm răng cắn của nó lên nha anh em. Chiến bạn ơi. Nhìn trông chiến đấy, chất đấy nhờ. Yeah. Mắc chất luôn. Chúng ta sẽ boost cái này lên nha. Nâng cấp hết lên. Thấy chưa? Nhìn trông chất lượng chưa? Kraken. Chúng ta lấy con Kraken để trang bị vào. Thêm con chim đại bàng. Lấy con robot con này, plasma beam này. Đủ đấy anh em ạ. Mình nghĩ là đủ à. Mình lên cái laser 4.0 thôi. Equip vào luôn. Cái này phải xem quảng cáo. Mấy cái này phải xem quảng cáo anh em ạ. Rồi, hôm nay sẽ chơi map khác nha. Jelly Easter. Đấy, phải chơi những cái chế độ này. Apocalypse này. Nó mới xịn anh em ạ. Mình có đúng một cái gold, mỗi cái gold magnet rồi. Welcome tiny shark. Ok anh em, survive swap này. Chế độ này khó hơn nhiều anh em ạ, chế độ này khó hơn nhiều nhá. Mình có cái gì này? Uầy, con cá này trông bá đấy nhờ. Cái dưới là cái boost ạ, cái trên là cái máu ạ. Nó đổi ngược lại anh em ơi. Đổi máu thành cái boost mà boost thành máu ạ. Hay thật. Cái dưới là thành boost chứ. Cái trên trên là thành máu chứ. Vãi lều. Ở cái map này thì tôi làm sao tôi tìm được đường nhỉ? Nếu mà không có con này ăn được mìn nhỏ anh em ơi. Ok rồi. Ủa, mình vào tận trong này à? Trong này thì nó khá đơn giản đấy, không có gì. Cái này là cái gì? Cái này là cái thảm mìn à? Ồ, chúng ta có thể là bắn ra mìn đấy anh em ạ. Bắn ra mấy cái quả này. Đấy chưa? Bởi bắn ra mìn được anh em ạ. Khá là bá đạo. Mình thấy nó khá là kinh. Mình có mấy con đệ nó bắn laser các thứ. Úi xồi vào đây thì chết rồi. Đây là đâu đây? Ủa, tôi mất nhiều máu quá. Đây là đâu? Dị thế nhỉ? Ui, đúng theo đúng cái đường luôn. Có gold rush rồi anh em ơi. Mãi được phát gold rush. Ủa, cái này là đang ngược dòng à? Ngược dòng hay xuôi dòng đây? Không rõ, mấy con này không ăn được này. Slow boost, ok. Ngược dòng thì mình vẫn đi anh em nhé. Kinh hoàng cái này à? Hút hết vào rồi anh em ạ. Ok chưa? Khỏe dã man. Lên trên nào. Ôi, được cút rồi. Chết rồi. Đi thế này là chết bà luôn đấy. Được cút đã không có đồ ăn đâu nhá.
Vào đây hình như là cũng đường cụt hay sao anh em ạ. Cái này khỏe quá. Mãi mà nó không chết anh em. Nó di chuyển nhanh ấy. Và được cái nó rất là trâu. Biến tất cả thành ấy rồi, tất cả thành vàng rồi. Nhưng phải quay lại chỗ ấy anh em ạ. Quay lại cái chỗ lúc nãy. Quay lại cái chỗ gì nhỉ? Rất nhiều bom ấy. Không phải là quá nhiều bom đâu anh em. Nó sẽ ăn tạm. Đấy bom ấy. Úi xồi ôi, vừa hết luôn. Cái gì đấy? Trang bị thêm mấy con đệ gái khỏe ngay anh em ạ. Sao vùng biển mới vậy? Có quá nhiều bom ở đây. Mình phải bắn cái này trước để bắn bom á. Mình chẳng sợ con nào trong cái vùng biển này cả anh em. Cứ đây là chế độ khó nha. Alo anh. Lại xuống dưới đáy biển à? Ui. À mình có thể là phá bom rồi anh em ạ. Con này hay cái là nó có thể phá bom rồi nhá. Cái này bom mới ăn được mà. Ở đâu rồi? Không có thanh boost nữa anh em ạ. À, thì ra là lấy bom ở đâu là anh con này nó sẽ ăn cái bom nhỏ anh em ạ. Và nó sẽ chữ cho người à. Đấy đấy chưa? Min full là cái gì? Vẫn cố gắng để sống sót. Sống sót qua những mùa khó khăn như thế này. Ăn bom thì ra là để tác dụng như thế này. Úi ôi, đi vào đây thì khó chịu thật sự luôn. Ok, đã được khá nhiều anh em. Đã nhiều lắm, chắc sắp chết. Úi ôi, sắp máu còn tí rồi. Chưa. Máu còn tí nó bị giảm, trừ 50% máu ạ. Chết rồi. Chúc mừng bạn đã quay vào ô mất lượt. Ba game. Chúc mừng bạn đã quay vào ô chết chóc. Khá là hài, khá là buồn cười. Rồi máu mình có 50%, còn này dễ chết lắm anh em ạ. Sao mấy cái này không phá được nhỉ? Con cá mập, cá voi sát thủ thì mình giết được rồi. Gold rớt anh em ạ. Đang sống thì gold rớt đây. Cái boost. Trên trời sao vẫn có bom nhỉ? Thật không thể tin được. Ở trên trời có bom kìa. Thành cầu đây. Không tí á. Và tàu này không phá được anh em nhá. Tôi có cánh anh em ạ. Ui bay như kiểu máy bay ấy. Khá phê. Đi đâu này? Chết giờ. Chúng ta còn lắp ráp cái jetpack 4.0 ấy nên khả năng bay nó tốt hơn rất là nhiều. Hey. Ui rồi. Đau đầu rồi, thế giới đảo ngược. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.